Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Món này mình cũng chưa ăn bao giờ luôn, nhưng mà đây là một cái món đặc sản của Mexico ấy ta. Con dùng bự quá kìa. Thôi con này không ăn dùng nữa. Con này con gì á? Không nói à. Gần rồi, gần rồi. Thành đề tài săn bắt. Thử mấy cái nhỏ xíu này coi nó ra làm sao. Thì thấy bà con trộn xà lách đồ này nọ cũng hấp dẫn lắm. Những cái gai này cũng rất là dễ lấy ra thôi, thiều là nó rụng thôi. Không biết nó có mùi giống khổ qua không? Về mặt sức khỏe là mấy cái này nó sẽ rất là tốt. Ok, thử coi nó có vị gì nha. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay giới thiệu cho các bạn một món mới nha. Món mới cũng lấy những nguyên liệu có sẵn ở đây luôn. Món này mình cũng chưa ăn bao giờ luôn, nhưng mà đây là một cái món đặc sản của Mexico ấy ta. Chắc vậy quá, hết đất cái đây rồi vô tiếp nha các bạn. Ôi à. Ôi. Hít lại mấy ngày thấy khỏe hơn á. Rồi. Ôi. Bữa nào chắc bỏ cuộc thi. Cuộc thi hít đất quá. Ê, bữa nào bỏ cuộc thi hít đất online không ta? Ai hít nhiều có quà tặng. Hít quay clip gửi lên. Được đó nha. Được, được á. Hả? Tặng ghẹ, tặng đồ, ăn bồi dưỡng. Chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Ok, để mình sẽ nghiên cứu gọi là một cái thử thách vui, nhỏ nhỏ. Để mà mọi người rèn luyện sức khỏe nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đây có chuẩn bị đồ nghề rồi đây, lấy gỗ đựng. Nói chứ là hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món xương rồng tai thỏ ha. Thì cái này là mình trồng cái mục đích là mình cho mấy bạn rùa cạn ăn. Thì xương rồng tai thỏ nó có nhiều canxi rồi protein rồi trong đó, thì nó rất là tốt cho để mà cung cấp cái canxi rồi này nọ thứ cho rùa. Tuy nhiên xương rồng tai thỏ thì hồi đó mình cho bé nó ăn, mình thấy bé nó cũng thích ăn lắm. Thì mình mỗi ngày mình hỏi cho, thì có xảy phát hiện ra một cái vấn đề là khi mà nó ăn quá nhiều là nó bị đi phân lỏng các bạn. Nó không hẳn là tiêu chảy nhưng mà nó lại phân lỏng ha. Nó ỉa phân, nó đi phân, nó không có được khối. Và nó gọi là nó bệt 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 ra nhiều quá. Cho nên là xương rồng tai thỏ ăn thì tốt nhưng mà nhiều quá thì cũng không tốt ha các bạn ha. Tuy nhiên hôm nay là mình sẽ làm cái món này để cho mình ăn, cho con người ăn. Thì đây là mình thấy là ở bên Mexico các bạn. Đây là món gọi là người ta làm salad. Người ta làm salad từ cái xương rồng tai thỏ này rất là nhiều. Nó là một món coi như là gọi là signature ha, signature đặc sản của Mexico. Đồng thời là người ta dùng nó làm để mà giống như kẹp vô những cái bánh gì taco. Mexico, Mexico là bánh taco hả? Bánh taco là làm từ cái bột ngô á, kẹp với mấy cái này. Đây là những cây xương rồng mà hồi xưa là một số anh em tặng cho mình. Tặng cái cây nhỏ thôi các bạn, tặng cái cây nhỏ thôi. Rồi mình để đây mình trồng. Hiện nay nó lớn, nó đầu nó xum xê nảy nở ha, rất là ok. Đó, những cái này là nó bị rụng xuống. Nhưng mà bị cái mấy cây này nó dễ rụng lắm. Hồi xưa mà mình thải gu vòng vòng đây, tụi nó tới đây nó ăn, nó cạp. Hoặc là mình vợ chồng con niễn á, nó ban vô đây là gãy hết. Thì có mấy cây bị gãy ngã như thế này, bị héo nè. Héo này chúng ta bỏ đi. À, dễ cắt không? Đây mình trồng được một hàng, anh em tặng. Hiện lát nữa mình khi thu hoạch á, mình sẽ lấy mấy cái non non này mình ăn thôi. À, mấy cái mới vú non non này mình ăn nè. Thì cái điều đặc biệt xương rồng tai thỏ ở chỗ mình á, là nó anh em tặng cho cái loại không có gai ha. À, có những cái loại mà ở đây nó có gai gai nè, nó cứng hơn. Thì lúc đó mình phải bào bỏ gai đi, còn cái này nó hoàn toàn không gai luôn. Đó. Rồi. Đó, thấy không? Có con cây này bị ngã nè. Cây này bị ngã nè. Cây này chắc là bị Lucy nó ban vô sao gãy nè. Bây giờ mình phải thôi để mình trồng cái cây này trước đi nha, để nó chết uổng. Kiếm cái xẻng trồng trước xong sẽ vô làm món ăn nha anh em. Này để đây đi. Đây có cái xẻng đây luôn.
trồng là một rừng luôn, rừng xương rồng tai thỏ. Nhưng mà được cái này á, cái này xương rồng nó cũng hay lắm, mình mà không trồng á, mình để đây nó cũng bắt rễ lên, nó bắt rễ lên nó làm nguyên cây luôn á. Nhưng mà thôi anh trồng đi. Cây này bữa nó cũng bị ngã nè, nó bị ngã, bị nó bị mấy con kia nó ăn lủng cái chân đầu nó ngã, ngã mình trồng sát cho nó dựa vô tường luôn. Đó, cây này cũng bị ngã bỏ mà nó vẫn lên nè, thấy không? Giờ nó lên nó dính rễ đây luôn rồi. Đó, nó dính rễ đây luôn nè. Để dính rễ ở đây rồi. Để vậy cho nó phát triển luôn. Mốt cho hành nguyên cái rừng ở đây luôn. Giờ mình sẽ làm cỏ sơ sơ ở đây rồi. Ok. Rồi. Ok, chống ở chỗ này. Sắn đất lên. Dễ cây gì đây? Rồi dựng cho em này lên. Con dùng bự quá. Ơi con này không phải ăn dùng nữa. Con này con gì á? Con này không? Con mối à? Này nó ăn. Ăn vô gỏng ruột à. Gì đây? Gắn mối. Gắn mối, gắn mối, gắn mối. Gắn mối, gắn mối. Bây giờ mình sẽ bỏ bé này vô cái hộp. Mình đang làm cái clip về trồng cây với lại xương rồng, mình phải bỏ vô cái hộp. Rồi mình sẽ review một bé rắn mối này cho các bạn ha, rất là dễ thương. Bữa giờ muốn review con này lâu lắm rồi. Nhưng mà nó rất là nhanh. Kiếm không ra. Nó rất là nhanh. Giờ mình sẽ bỏ nó vô cái gì cao cao á để nó không bò ra được. Nhưng mà tụi này nó không biết nó có leo lên tường được không ta, để nhớ lại coi. Hình như nó không leo lên tường được. Cám cho mấy con gà ăn. Nằm đây đi, lát anh sẽ review em chút xíu. Ok. Rồi tiếp tục trồng cây các bạn. Hên quá nãy sắn cái sắn cái lưỡi cuốc xuống mà nó không có trúng người nó ha. Trúng người nó là tội nghiệp rồi. Cũng hên. Nói chung là nè, rễ của nó nè. Rễ của nó. Nói chung rễ của xương rồng thì nó cũng không có đi sâu đi xa lắm. Năm ra nó cũng dễ bị ngã. Chứ nó khá giòn các bạn. Chắc phải cho sâu chút xíu nữa cho nó vững quá. Ok. Có nữa hả? Ừ.
nó nhanh lắm á. Nhanh mà da trơn phải không? Chết rồi, clip này đổi đề tài rồi. Thành đề tài săn bắt. Đây rồi. Thành đề tài săn bắt. Mình chỉ muốn bắt lên mình cho các bạn thấy thôi, bạn nào chưa thấy. Nhanh vãi luôn. Con gì đó. Ơi, nó chui vô đây rồi. Con gọi là con gì quên rồi. Con cắt ké thì dễ bắt hơn con này ha, mặc dù nó cũng nhanh. Này nhanh hơn nè. Đuôi nó nằm dưới dừa ở dưới. Nơi dưới này mấy cái làng ra rễ non quá trời. Nhiều khi nó đi ra rồi mình không để ý luôn. Thôi bó tay à, chắc nhịn nó luôn đi em ơi. Để có duyên sẽ gặp lại. Nó nhanh lắm mà nó chui vô đây mình cũng bó tay luôn. Mà con nó đẹp á. Thấy không? Lỡ rồi tìm dữ rồi. Chưa ra đâu, chưa ra. Dưới đá này à. Đúng rồi. Lùa nó ra còn ở dưới. Ồ, đá này đổ xi măng mất tiêu luôn rồi. Khó à. Khó lắm à. Thôi nhịn nó đi em ơi, này là mình moi móc lát tới tối luôn. Để lát có duyên sẽ gặp lại ha. Rồi bây giờ mình lo mình trồng cây trước đi nè. Đào cái lố cho sâu chút xíu để cho nó chắc ha, chắc khỏe. Nén đất xuống cho nó chặt chặt chút xíu cho nó đứng. Đứng cái chân. Đất này đất sét không? Rồi ok. Vậy đi tạm ổn, còn mấy cái này mình quăng ở đây nè các bạn, ngay chỗ này nó cũng sẽ ra rễ. Ra rễ nó mọc lên lại, mình cứ để quăng tự nhiên cho nó lên đi. Rồi, giờ là cứng rồi, giờ đi rửa tay. Rửa tay rồi đi thu hoạch. Xương rồng tai thỏ. Thôi có các bạn nhỏ kia cũng ok rồi.
nhỏ nhìn dễ thương. Con gì quên này, con gắn mối. Con gắn mối này là nó giống con ở nước ngoài nó có con Pluton, con lưỡi xanh á, nó giống nó vậy á. Cái chân có chút xíu à. Chân tay chút xíu à. À, vàng đẹp. Hình như nó mới lột hay sao, màu sáng. Bình thường thì nó tối hơn. Hoặc là con đó nó dạng hai yellow. Kiểu giống như hai bô vậy các bạn. Nó vàng hơn. Kiếm nữa. Cho miếng xà bông rửa tay đàng hoàng. Rồi. Lựa mấy cái non non ăn thôi. Già quá ăn nó có sơ nha các bạn. Kiếm mấy nào nó mới nhú á. Thử rồi mấy cái nhỏ xíu này coi nó ra làm sao. À, gọt dễ không? Thì thấy bà con trộn xà lách đồ này nọ cũng hấp dẫn lắm. Ok. Bên này còn cái non, lấy cái bên này nữa là đủ. À, thấy vậy chứ nó liền nó ra cái nằm mầm mới á. Nè anh em nhìn bên này nó có cái mầm sắp lú. Thấy không? Này sắp lú. Còn cái này còn nhỏ nữa nè. Này nhỏ nữa nè. Đó, đây là những cái mà cái mầm nó phát triển lên. Hai ba bữa nữa sẽ rộng ra. Các bạn thấy lúc mà nó còn non á, nó còn non thì trên người nó có những cái gai này. Những cái gai này cũng rất là dễ lấy ra thôi, khều là nó rụng thôi. Đó, nhưng mà khi mà nó già là nó rụng, tự nó rụng luôn nha các bạn. Ha. Rồi. Như đây đủ rồi. Để coi ăn ngon không mới đã. Ăn ngon rồi, rồi ra hái tiếp. Bây giờ mình sẽ đi rửa ha. Trồng ở nhà thì cũng không có xịt thuốc xịt gì hết trơn á. Nhưng mà rửa mấy cái bụi bặm thôi. Trong lúc mình rửa sẵn mình lấy cái tay mình á, mình rửa sạch mà mình chà luôn mấy cái gai. Không biết có gọt vỏ không đây. Lát mình sẽ ăn một cái không gọt vỏ vào cái gọt vỏ coi cái vỏ nó có bị, thường thường mấy cái vỏ nó có bị chát rồi này nọ, để coi này có không. Nếu mà để coi ăn ngon là giới thiệu luôn. Mùi giống phở hoa không? À, không biết nó có mùi giống phở hoa không? Chắc không quá. Tốt lắm nha các bạn. Nói chung là về mặt sức khỏe là mấy cái này nó sẽ rất là tốt. Cung cấp nhiều chất xơ. Này, lát mình sẽ ăn thử hai cái thiệt là non này coi làm sao. Cái này giống như nhỏ xíu, giống như bên rau thì nó có cái rau mầm á. Rồi gấp làm đôi luôn. Với lại trong cái xương rồng này á, là nó có tác dụng là nó giữ nước ha. Nó gọi là nó là nơi lưu trữ nước. Thì xương rồng các bạn biết là nó hay mọc trên sa mạc cho đồ đó, thì trong đây nó có rất là nhiều nước, nó là gọi là cứu tinh của nhiều loài mà sống trên sa mạc đâu á, ăn vô để trữ nước á.
Này, chuẩn bị sẵn một số thứ. Đây các bạn, đây là một miếng nhỏ xíu. Không, mình sẽ ăn cái miếng non trước. Đây là một cái cây non, nó giống như là rau mầm vậy. Nó mới lú thôi. Và ở trong này nó có cái nhớt ha các bạn ha. Này nó giống gì thôi, nha đam, kiểu nha đam á. Mà ăn những cái loại mà thực vật mà nó có nhớt kiểu này thì nó thường người ta nói là tốt cho cái gì, xương khớp ha, giống như là đậu bắp vậy đó. Ok, thử coi nó có vị gì nha. Được rồi, nếu mà ngon hấp dẫn thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Nó lợ lợ các bạn, nó hơi lợ lợ nhưng mà nó rất là ngon. Nó giống như nó mượt á, nó kiểu giống như chúng ta ăn đậu bắp vậy đó, nó mềm, nó mượt mượt mượt, nó hơi có nhớt, nó trơn trơn. Và nó lạc. Nó lạc, nó lợ lợ, nó không có gì hết. Cho nên cái này nếu mà một lát mình sẽ cho kẹp một miếng nam no nê này vô, ghẹ sữa riêng nước mắm thì chắc là sẽ hấp dẫn á. Nhưng mà trước hết thì để cho an toàn rồi mình, tại vì mình chưa ăn món này lúc nào, mà chúng có chưa có, nói chung là thấy trên TV nhiều khi chương trình ẩm thực đồ của Mexico đồ này nọ đó là người ta làm cái món này, nhưng mà mình cũng chưa đọc kỹ là có tác dụng gì không. Để cho mình coi, ăn xương rồng tai thỏ. Tốt không? Ăn xương rồng tai thỏ tốt không? Ăn quả xương rồng tai thỏ hoặc uống với dạng nước ép, dạng mứt hoặc thạch có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan do chứa nhiều chất chống oxy hóa. Được, này được à, này ăn trẻ đẹp à. Đối Việt Nam, xương rồng tai thỏ gai góc sống gần đây, hãy biết dinh dưỡng. Xương rồng được trồng và chế biến thành những món đặc sản, trong đó xương rồng được ưa chuộng không chỉ bởi đẹp bên ngoài, công dụng tuyệt vời của nó. Giới thiệu chung, mấy này bỏ qua bên đây, mô tả cây cao bụi, mấy này anh em có thể Google ha. Giờ mình đang quan tâm tới cái gọi là cái chức năng về mặt dinh dưỡng của nó nè. Tùm lum tà la luôn, có vitamin nè. Protein trong cây chủ yếu các axit amin như nè, như đây. À, các loại vitamin như đây. Ồ, rất là tốt ha. Khoáng chất thì có canxi, magie, kali, phosphor, natri, sắt, chất béo thực vật, omega 3, omega 6, này là chống gì? Oxy hóa rồi đó. Các bộ phận ăn được là lá, đây là cái lá của nó ha các bạn ha. Lá. Thì cái cây kia thì nó chưa ra hoa với ra quả. Này là lá của nó nè. Thành nước ép mứt công dụng đây. Xương rồng tai thỏ có vai trò hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Béo phì là một vấn nạn toàn cầu cần được quản lý thay thế. À, này chất xơ nhiều, giúp no lâu nè, giảm cảm giác đói nè. Ở chất béo chứ đâu ăn liên kết đào thải khỏi cơ thể ruột, có cơ hội hấp thụ chất béo ăn. Ok, điều hòa lượng cholesterol trong máu, cung cấp các yếu tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe. Đó, vitamin C, B6, gì tùm lum luôn. Rồi, khỏi u, ngăn ngừa loét dạ dày, điều hòa lượng đường trong máu, bảo vệ gan, tăng cường hệ miễn dịch. Trời sao nhiều cái tốt quá vậy, giờ đó giờ tôi không biết ăn ta. Bảo vệ tim mạch, dẫn á, triệu chứng nhẹ, để coi có tác dụng phụ gì không, có hoặc là có chống chỉ định với người nào không. Ngăn ngừa lão quá, lưu ý khi dùng rửa sạch xương rồng với nước nè, gai nhỏ thì gây dị ứng thì có thể mang găng tay khi sơ chế. Thì đó thì các bạn, cái loại này của mình là nó gai mềm chứ không có gai cứng ha. Loại gai cứng thì qua phải coi chừng nó bị xước tay. An toàn khi sử dụng thích hợp, thời gian ngắn chiết xuất lá. À, buồn nôn, tiêu chảy, đầy bụng, đau đầu là những tác dụng phụ phổ biến khi sử dụng lượng nhiều. Đó, hồi nãy mình ban đầu mình có nói là cho rùa mà ăn quá nhiều là nó sẽ bị tiêu chảy ha. Đó, cho nên là ăn vừa vừa thôi. Cái này chắc mình ăn thuộc dạng tuần 2 lần, ok. Có thể ngăn trở đặc tính lợi tiểu do đặc tính... À, ăn cái này nó lợi tiểu nữa nha các bạn. Có nghĩa là, ví dụ như con rùa... Con người mình á, thì ai mà khó tiểu bí tiểu ăn cái này nó cũng mát hay nó lợi tiểu. Con rùa cũng giúp thải urat. Nhưng mà ăn quá nhiều là không tốt nha.
đồng thời gây ra hạ đường huyết khi kết hợp với thuốc đái tháo đường. Ồ, vậy cái này là người đái tháo đường ăn không ăn được món này. Ăn là phải có đúng chưa? Đái tháo đường thì nó nhạy cảm, và phụ nữ cho con bú, phụ nữ có mang thai cho con bú thì cũng không nên ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ. Ok, nếu mà ai bình thường thì ăn rất là tốt ha, còn ai mà đang trong một cái giai đoạn gọi là nào đó thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nha. Rồi, ok, về cơ bản là nó tốt á. Nó tốt, nó chỉ chống chỉ định với một số trường hợp thôi. Và nó cũng dễ sử dụng ha các bạn. Rửa xong rồi đi cắt cái trên cây xuống là rửa thôi. Bây giờ mình sẽ kẹp thử một miếng này với cái này coi nó ngon không. Ngon mốt tôi bán combo luôn. Đây, đây là một bạn ghẹ. Đây là một miếng xương rồng tai thỏ. Ngon nha anh em. Ngon. Được á. Ngon. Nó mượt mà đó các bạn. Mình thì mình thích ăn những cái loại rau nào nó mượt mà. Có những cái loại rau mà nó cứng quá mình không khoái. Ăn cái này nó giống như nha đam vậy, trong miệng nó có nhớt vậy. Mình nghĩ cái này chắc là nó sẽ tốt cho gọi là gì? Oxy hóa đồ này nọ đó, nó làm da dẻ nó đẹp. Ok, tuyệt vời. Làm miếng nữa. Ngon nha các bạn, ngon. Ở bên trong nó thạch, nó giống như là có thạch và nó nhớt kìa. Cái này mà ai mà mình nghĩ ai mà ăn chay ăn món này ok lắm nè, ăn này tốt nè. Cũng dễ ăn, có lạ nữa. Mình thấy người ta có nhiều kiểu chế biến ha, có thể là nướng sơ qua, có thể là gọi là cái gì? Áp chảo hoặc là xào đâu, mình có thấy. Ngon á. Bây giờ mình sẽ bào thử rồi. Mình bào thử ra. Mình thấy nó đang thối rồi. Thối. Vô tình phát hiện. Rồi thấy nó đang tẻn nhau. Lesser với lại Albino. Thì nãy là mình ăn luôn cái lớp vỏ bên này. Thì mình thấy là nó không có hề bị chát hay là bị đắng hay là bị gì cả. Nhưng mà giờ mình vẫn muốn bào thử ra coi bên trong cái ruột nó như thế nào. Này bào sao đây. Còn thấy người ta làm nhuyễn lắm nha, làm ngọt lắm. Cái món này là anh biết, anh em nào mà nuôi iguana là biết cái món này. Cái đồ bào bí thủ công. Hồi xưa mình bào cái này hả. Nè lấy cái này bào nè các bạn. Lấy cái này bào bí nè. Cầm bào nè. Ví dụ đây là trái bí đi, cầm bào. Cái lát trái bí nó tớp lại nó còn mỏng lét giống vậy nè. Mình gán mình bào rồi nè. Xong cái này nó lấy vô cái tay của mình. Chảy máu. Hồi đó bào bí lúc mà chưa có làm ra cái VIP á, cho Igu nó ăn bí á, lúc mới đầu á, mấy cả chục năm hơn về trước á, là chuyên gia bị đứt tay cái này. Lúc mà bạn mới bào á thì tay bạn khỏe, cầm mọi thứ nó chắc chắn. Nhưng mà tới lúc con lát á, cào chừng 5 phút sau, bào 5 phút sau đầu tay nó mỏi. Và cái miếng bí nó nhỏ lại. Rồi nó trơn á là dễ dính vô tay lắm. Lúc đó tay mỏi nữa, dễ dính lắm. Lộn đầu. Nè nó ra nhớt. Cái này nó có hơi cái vị nó hơi chua chua đó. Nó cái miếng này nè, cái miếng xương rồng này nè, nó lạc, nó nhớt và nó hơi chua nhẹ các bạn. Cái hậu nó hơi chua nhẹ chứ không phải là chua lắm nha. Nhưng mà nói chung là ngon. Cái này anh em trộn salad thêm những cái nước sốt đồ á, mayonnaise hoặc là sốt trộn salad đồ á.
thì mình nghĩ sẽ rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn luôn. Cái này mình sẽ triển khai, mình làm, mình sẽ ăn kết hợp với lại những cái món của Nam Nonê là phải nói là chắc là ngon á, hấp dẫn á. Làm thêm miếng nữa rồi. Đây, nguyên em ghẹ luôn. Ồ, hấp dẫn chưa? Nhìn nó cũng khá là healthy á. Healthy á. Mà nó lợ lợ các bạn, nó hơi chua chua lợ lợ. Nói chung là cái này mình nghĩ thì sẽ nhiều người dễ ăn á, nhưng mà cũng không phải là cho tất cả đâu, nó hơi lợ lợ chút xíu, hơi lợ lợ. Cảm giác nó lợ lợ, nó trơn trơn, nó mướt á. Nhưng mà nói chung là ngon ha, ngon. Rồi ok anh em, thì ăn thử trước 2 miếng để coi. Tại vì mình chưa ăn bao giờ, để coi cái đường ruột mình nó có, cái hệ tiêu hóa mình nó có phản ứng với lại cái này hay không. Thì lúc đó mình sẽ confirm lại cho anh em là nó ok tuyệt đối hay không anh em ha. Nhưng mà nói chung là về mặt vị giác là nó ngon á. Nó là một cái chất xơ, một cái nguồn dinh dưỡng tốt á. Nãy mình đọc sơ sơ thấy là công dụng rất là nhiều. Nó là nguồn dinh dưỡng tốt và cây này cũng rất là dễ trồng ha. Thật ra nó rất là khỏe luôn. Thì nếu mà ok là mình sẽ giới thiệu anh em nếu mà anh em cần thì mình tặng cho, mình tặng cho khúc này cũng được. Kiếm cái này không, cái này non thì không ok, lựa cái nào già già mình cắt ra về anh em ghim vô là nó sống thôi, nó cũng rất là dễ sống đó. Thì để mình test coi thử như thế nào. Ok mọi người, rồi hy vọng là sẽ tìm ra được cái món ăn đó, nó mới lạ chút, mới lạ với mình thôi, chứ cái này là đặc sản của Mexico, có thể là mấy nước Âu Mỹ xung quanh nữa người ta ăn cái này. Tại vì ở bên đó là cái này là mọc ở ngoài tự nhiên rất là nhiều luôn đó. Rồi ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Đó bụng thì kiếm Nam Nonê, bây giờ mình sẽ bào tiếp đây. Bán một phần mà tự nhai cũng một phần. Mm.